Hello, xin giới thiệu đây là con bơm chìm nội địa Nhật ha. Giá của nó là 850 ngàn ha, bao ship ha, ship toàn quốc. Cái hàng này bên mình đưa về sẽ giữ dây zin ha, đồ zin hết á, mình chỉ đấu lại trong bỏ cái bo mật của nó, vì bo của nó là xài điện 110 ha. Giờ mình sẽ chuyển thành 220, tức là mình sẽ thêm một tụ đề vào đấu dây lại ha. Dây đồng là mình sẽ để zin nguyên, không có đụng chạm tới ha. Còn nếu mà người nào mà ai mà muốn chài máy zin luôn á, điện 110 á, thì mình có luôn, mình không cần phải chỉnh sửa gì hết á ha. Đây là công suất của nó ha, cái công suất của nó ha. Cái này thì thông số công suất của nó bao nhiêu thì mình sẽ ghi ra như vậy thôi cho mọi người biết thôi ha, chứ cái này thì bên mình sẽ là tên trang lại hết rồi, cho nên nó phải vậy. Đây là những cái nát mình làm lại ha. Giá này thì máy thì bao chạy mọi người, hút ống có thể đẩy cao được 15m nha. Hồng ra của nó là 42, rất là đẹp. Ở dưới này là cánh quạt ha, có cái bộ lọc ha, ba chân. Chiều cao của nó sẽ là 40, dây của nó dài 2m, có vít cắm nè. Đây có vít cắm nè, dây đồng 100% ra ngoài mọi người. Mình nói rồi, có nhiều người hỏi mình thắc mắc coi là hàng này hàng nội địa sao mà mới vậy, thì bên mình đưa về á là mình sẽ tân trang lại rồi ha, cho nên nó mới được như vậy thôi, chứ còn nếu mà không tân trang thì chắc chắn nó sẽ không được như vậy rồi. Không tân trang thì mọi người muốn lấy zin thì ok, cứ mình sẽ gửi zin cho ha, còn có vấn đề gì cả. Hàng này giá này bên mình bao ship rồi nha. Bảo hành cho mọi người 1 năm nha, lỗi tháng đầu là đổi à, bao xài luôn. Ở đây thì cái này là mình sẽ cắt bỏ đi rồi, tại vì ở đây là nó là cái phao ha, của zin của nó là cái sợi này, sợi phao chống cản, mình sẽ bỏ nó đi, bởi vì mình sẽ cắt cái bo bỏ đi rồi mình sẽ đấu dây đồng ở trong lại ha, đấu lại thành điện 220 cho mọi người dễ sử dụng. Còn ai muốn xài điện 110 vẫn có ha, cứ để nguyên zin luôn cũng được, không sao cả. Hàng bao chạy bao test các kiểu ha, hút phần rất là rẻ luôn, đẩy rất là mạnh luôn. Bên mình gửi hàng rất là nhiều rồi, người không phải lo về vấn đề là kỹ thuật gì cả, bên mình sẽ hỗ trợ đổi ha, nếu như mọi người không tin tưởng, còn không thì mọi người có thể lên tới cửa hàng để lấy ha. Ok, đây ạ. Hào mình quay video như thế nào thì sẽ giao cho mọi người như vậy ha, không có khác cái gì cả. Nếu mọi người thấy khác thì cứ cho đổi trả thoải mái. Đây là thông số của nó thôi nha. Thông số này mình chỉ in lại cho đúng những cái gì công suất của máy thôi. Hồng ra 42 ha. Chắc là 850 ngàn bao ship. Ok, nếu mua thì mọi người cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình ha. Hỗ trợ giao hàng ship toàn quốc ha. Giá là bao gồm phí ship.